xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Dũng. À, các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì sau khi mà Dũng đi quay phim về, thực ra thì trong cái khoảng thời gian này thì Dũng đang quay bộ phim ở Vĩnh Long. Nên cái thời gian mà Dũng dành ra để mà Dũng làm vlog thì Dũng phải nhín ra từng chút một. Ví dụ chẳng hạn như là tối đêm nay là mình sẽ quay, nhưng mà chiều nay bắt đầu mình phải quay vlog. Quay xong, ăn cơm xong, tắm rửa xong, đi làm. Và trước khi đi làm thì Dũng phải giới thiệu cho các bạn món ăn rất là ngon ở Vĩnh Long và rất là nổi tiếng luôn. Và ngày hôm nay thì Dũng không cần phải làm gì, không cần nấu nướng hết, chỉ cần mua về nhà thôi, chứ cộng thêm ở nhà chuẩn bị thêm một ít nữa đó. Một ít nữa là chúng ta sẽ có một cái món rất là ngon, và hôm nay thì chúng ta sẽ có hai món ăn rất rất là hấp dẫn. Và cái món này nó gắn liền với tuổi thơ của Dũng, là cái quán nem này Dũng ăn từ khi mà Dũng còn khoảng chừng 10 tuổi cho tới bây giờ là Dũng 50 rồi. Nó bán, người ta bán gần 40 năm. Và có một cái điều nữa là ngày hôm nay Dũng có thêm một cái món nữa là do chị Dũng làm. Đây, đây là cái món bì. Đó, mọi người thấy tê tái chưa? Đó, bì. Và đây là nem nướng. Wow, hấp dẫn chưa? Quá đã luôn. Đây, đây là một chén tương. Và đây là rau và bún. Các bạn thân mến, và bây giờ thì Dũng sẽ review một cái món ăn này nó sẽ như thế nào. Và đặt ra thì cái món ăn này đối với Dũng nó là một cái món ăn mà không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Dũng thích ăn, thích nhất là món ăn cuốn nè, chẳng hạn như là tôm cuốn, thịt luộc cuốn, hay là rau cuốn, hay là cá gỏi cá. Và đặc biệt là cái món nem nướng. Nem nướng thì là một trong những món mà Dũng không bao giờ mà Dũng có thể từ chối bất cứ nơi nào mà Dũng đã đi qua, và thấy là Dũng phải ăn cho bằng được. Ăn ngon hay dở tính sau, nhưng mà trước tiên là phải làm một cuốn cái nữa, tại vì đây là cái món ăn yêu thích nhất. Các bạn biết không, với nem nướng thì hầu như là ai cũng dễ làm, rất là đơn giản, chỉ cần mua thịt về, thịt mỡ và xay và trộn tất cả những hỗn hợp vô, và sau đó thì chúng ta để vô tủ lạnh ngăn mát khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, sau đó thì chúng ta đem ra, chúng ta sẽ nướng, và chúng ta có món thịt nướng rất là ngon, và ai cũng làm được cái món này cả, và Dũng nghĩ là ai cũng làm được hết, tuy mức độ là ai làm ngon hay làm dở như thế nào thôi, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải hưởng thụ như thế nào, đúng không nào? Và bây giờ thì trước tiên thì Dũng sẽ làm một cái món bì trước đi ra, sau đó thì Dũng sẽ làm nem nướng nhé. Rồi, xong. Bây giờ thì Dũng sẽ nướng những cái kem nem nướng này. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái món đầu tiên. Trước tiên là cái món bì nhá. Đây, bánh tráng. Đây, bây giờ thì các bạn biết không, nhà Dũng mới có một cái hũ ớt thần thánh như thế này. Ớt này thì làm sẵn rất là ngon, mà cho vô. Thử nha. Đây là gói cuốn bì. Bì cuốn chứ. Tiếp tục nhé. Bây giờ Dũng sẽ tiếp tục vô thêm hai cái phần bánh tráng này mới vừa đủ. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bỏ chua chát. Đây, rau thơm. Đây, đây một miếng bún nữa nha, cho nó hấp dẫn nào. Dũng sẽ chia làm đôi đây.
Còn bây giờ thì Dũng sẽ ăn thử cái nem cuốn thì như thế nào nhé. Bây giờ Dũng phải thêm một miếng bì nữa tại bì ngon quá. Ít rau. Thực ra các bạn biết không, lâu lắm rồi Dũng mới quay trở lại được ăn cái món này. Tại vì ở Sài Gòn nhiều khi mình tìm cái món này ăn rất là khó. Mà không phải là khó nữa mà để tìm được cái món ăn mà nó ngon và nó hợp khẩu vị, và điều đặc biệt nhất là làm sao mà sạch sẽ, thơm ngon, hợp khẩu vị của mình. Thì điều này rất là khó, chỉ có nhà mình làm thôi. Và ngày hôm nay thì Dũng may mắn là về được bà chị Dũng chuẩn bị sẵn cho bì nè ha, rồi nem nữa, rất là nhiều thứ. Và bây giờ Dũng chỉ có nhiệm vụ là Dũng hả ăn thôi. Ngon quá ngon. Vừa ăn vừa nướng thịt. Đợi. Nóng quá. Các bạn thân mến, thực ra giữa hai cái món nem nướng và bì cuốn như thế này thì thật sự là nó quá tuyệt vời đối với Dũng. Tại vì các bạn biết không, cái món yêu thích nhất của Dũng vẫn là món cuốn. Tất cả các loại cuốn, cá sống, rồi nói chung là hải sản, tôm, thịt gì, nói chung là cuốn là mình rất là thích. Và đặc biệt là những cái món này nó thường xuyên xuất hiện trong gia đình của Dũng là vào những ngày cuối tuần. Vì vậy ngày hôm nay Dũng rất là muốn giới thiệu các bạn những cái món như thế này để các bạn có thể là cuối tuần có thể chúng ta làm cho gia đình ăn nhé. Còn bây giờ thì Dũng xin tạm dừng clip này ở đây nhé. Và xin chúc cho các bạn cuối tuần sẽ có món ăn thật là ngon miệng nhé. Nếu yêu thích thì hãy đăng ký và nhấn like và share giúp Dũng nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.